Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu tại lượt về vòng 2 giải cờ tướng Bích Quế Dương Bôi 2021. Mời các bạn thưởng thức hai ván đấu Ngoại Tinh Lai Khách Dương Thiên Nhất và Khoái Mã Phi Đao Lữ Khâm và Tân Trạng Quyền Dương Khuếch Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hầm Hầm. Biên bản ván 1. Chứ Chứng chứ Chứng chứ 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 chứ
将军。C2 tấn 5. Chơi đến đây với song pháo tuyệt sát, Lữ Khâm chắc chắn sẽ mất xe, cho nên ông đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2 Tân Trạng Nguyên, Dương Khuếch, Lục Mạch Thần Kiếm, Triệu Hâm Hâm. Sau khi hòa nhau cả hai ván cờ tiêu chuẩn và ván cờ nhanh, bước vào ván cờ chớp sinh tử với phần đi tiên thuộc về Tân Trạng Nguyên, Dương Khuếch.吃。 吃。 吃。 吃。
吃 吃 吃 吃 吃 chúc năm bình sáu. Cho đến đây hai kỳ dương đã đồng ý hòa. Như vậy Lục Mạch Thần Kiếm đã chính thức loại Dương Khuếch ra khỏi nhánh thắng. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.